Những điều cần biết về căng chỉ collagen chiều hóa da. Căng chỉ collagen là một trong những phương pháp chiều hóa da bằng cách sử dụng sợi chỉ collagen được tiêm vào vùng da cần điều trị để tạo hiệu ứng nâng cơ và nâng da. Tuy nhiên, mọi phương pháp thẩm mỹ khác, phương pháp này cũng có những nguy hiểm và tác dụng phụ cần lưu ý. Phản ứng dị ứng và nhiễm trùng. Căng chỉ collagen là một phương pháp tiêm vào da, do đó nguy cơ gây dị ứng hoặc nhiễm trùng để giảm thiểu nguy cơ này nên thực hiện bởi các chuyên gia bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm và được đào tạo chuyên sâu trong những điều kiện vệ sinh đảm bảo nhất. Tuy nhiên, sưng và đau căng chỉ collagen cũng có thể gây ra tình trạng sưng và đau, nhưng tình trạng này sẽ giảm dần trong vài ngày khi thực hiện. Tình trạng mất cảm giác căng chỉ collagen có thể gây ra tình trạng mất cảm giác tạm thời ở khu vực được tiêm, nhưng tình trạng này sẽ giảm dần và phục hồi trong vài ngày tới. Kết quả không như mong đợi. Căng chỉ collagen cũng có thể không đạt được kết quả như mong đợi nếu sử dụng phương pháp này không đúng cách hoặc không phù hợp với tình trạng da của khách hàng. Kéo dài thời gian phục hồi da. Phương pháp này cũng có thể kéo dài thời gian phục hồi làn da trong vài ngày đến vài tuần. Tóm lại, căng chỉ collagen là một phương pháp chiều hóa da khá hiệu quả nhưng có những nguy cơ và tác dụng phụ cần được lưu ý. Bạn nên tìm hiểu kỹ về phương pháp trước khi quyết định sử dụng và thực hiện. Các chuyên gia có kinh nghiệm và được đào tạo chuyên sâu. Hãy follow và đăng ký kênh YouTube của Thẩm mỹ Viện Hoa Anh, kênh YouTube của Đào Hoa Anh và đặc biệt là kênh fanpage của Thẩm mỹ Viện Hoa Anh. Nhớ đăng ký vào nút chuông mở màu đen để theo dõi tất cả những video hay tiếp theo về căng chỉ collagen an toàn hiệu quả mà giúp cho làn da các bạn trở nên chiều hóa một cách an toàn nhất. Hãy trở thành những người phụ nữ thông minh nhất, lựa chọn những công nghệ dịch vụ tốt nhất để phục vụ và làm giúp cho mình có làn da trở nên chiều hóa hơn, an toàn hơn.